Sunan tu thammas Savanakalo ayam padanta thamma Savanakalo ayam padanta thamma Savanakalo ayam padanta. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Thammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyambi buddhang saranang gacchami. Dutiyambi thammang saranang gacchami. Dutiyambi sanghang saranang gacchami. Tati jambi buddhang saranang gacchami. Tati jambi thammang saranang gacchami. Tati jambi sanghang saranang gacchami. Iti biso bhagava arahang samma sambuddho viccha charana sambanno sugato lokavidu anuttaro burisa dhamma sarati satta deva manussanang buddho bhagavati. Nati me saranang anyang buddho me saranang varang ete na sacca vacce na hotu me chata mangalang uttamang ge na vandehang badabang sung varuttamang buddhe yo kalito doso buddho kamatutang mamang. Svākhāto bhagavata dhammo saṅdittiko akkāliko ehipassiko obanasiko paccattaṃ veḍittabbo viññūhiti. Nati me saranang anyang dhammo me saranang varang ete na sacca vacce na hotu me jagamangalang uttamang ge na vandehang dhammang caduvithang varang dhamme yo kalito doso dhammo kamatutang mamang. Supatipanno bhagavato savaka sangho ucupatipanno bhagavato savaka sangho nyasapatipanno bhagavato savaka sangho samicipatipanno bhagavato savaka sangho Zazidang chatta riburisa yugani atta burisa bukkala esa bhagavato savaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakkhineyo anchalikaraniyo anuttarang bunyakhettang lokasati. Nati me saranang anyang sangho me saranang varang ete na sacca vacce na hotu me chata mangalang uttamang ge na vandehang sanghang caduvitho tamang sangheyo kalito doso sangho kamatutang mamang. Vandami cheti yang sabbang sabbathane subhatiti tang saririkatha tu mahabodhiṃ buddharūpaṃ sakalaṃ sadaṃ.
Sambuddhe atta vi sanh cha đoà đa sanh cha sa ha sa kê bành cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa re na na ma mi hang Namakara nu pha quê na hành tòa sắp bề u ba đa về ane ca an ta ra ya bi vi na san tua se sa to Sambuddhe bành cha bành nhà sanh cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa re na ma mi hang Namakara nu pha quê na hành tòa sắp bề u ba đa về ane ca an ta ra ya bi vi na san tua se sa to Sambuddhe na vu ta ra sa te a ta cha ta li sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hang te sang tham mạnh cha sang khanh cha a đa re na na ma mi hang Namakara nu pha quê na hành tòa sắp bề u ba đa về ane ca an ta ra ya bi vi na san tua se sa to Bề bu ra ti ma ya di sa ya sa ta a quê ra su khi hồn tu sắp bề bu ra ti ma ya nu di sa ya sa ta a quê ra su khi hồn tu sa bề đắc khi na ya di sa ya sa ta a quê ra su khi hồn tu sa bề đắc khi na ya nu di sa ya sa ta a quê ra su khi hồn tu sa bề ba chi ma ya di sa ya sa ta a quê ra su khi hồn tu sa bề ba chi ma ya nu di sa ya sa ta a quê ra su khi hồn tu sa bề uttara ya di sa ya sa ta a quê ra su khi hồn tu sa bề uttara ya nu di sa ya sa ta a quê ra su khi hồn tu sa bề ubarima ya di sa Aja satta awera suhi hon tu sabbe heti ma jadi sada satta awera suhi hon tu sabbe satta awera hon tu sukhita hon tu niddukha hon tu abhyabaccha hon tu anikha hon tu dikha yukha hon tu aroga hon tu sambati hi sami chan tu sukhi attanang bariharang tu dukkha patta cha niddukha phaya patta cha niphaya soka patta cha nissoka hon tu sabbe bibanino Akasatta cha bommatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakkang tu sasanang Akasatta cha bommatha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakkang tu no garo Akasattha cha bommattha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu nyatayo Akasattha cha bommattha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu panino Akasattha cha bommattha devanaga mahitika bunyang no anumodang tu chirang rakkhang tu no sadang
idang watano bunyang asawa khaya wa hằng hồ tu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ Từ Bi Hoan Hỷ thuyết giảng bài học vi diệu pháp ngày hôm nay. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Dạ, con kính Nam lãnh mô lễ Phật sư Bà. ạ. Nam Con kính mô lãnh Tham lễ Bảo sư Giả. ạ. Nam mô Sang Khai Giả. Xin chào các tử vi. Giờ hôm nay chúng ta sẽ học tiếp phần tâm sân bài học còn lại hôm trước. Thì hôm trước là phần tâm sân này đã học các phần định nghĩa tâm sân, tâm sân, nhân sinh tâm sân, hai tâm sân, bốn hình thức tâm sân, tâm sân phối hợp với tâm sở, tâm sân tương ưng nhân, tâm sân tương ưng môn, tâm sân biết cảnh. Còn lại hai phần đó là tâm sân sinh ở hạng người, tâm sân sinh ở các cõi. Còn hai phần đó ta học hôm nay. Thì ở đây liên quan đến tâm sân sinh ở hạng người á, trước tiên là chúng ta phải thuộc cho được 12 hạng người, tức là người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, người sơ đạo, người nhị đạo, người tam đạo, người tứ đạo, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả, người tứ quả. Thì khi mình thuộc học thuộc 12 hạng người này xong á, mình mới bắt đầu loại trừ nó ra. Trước tiên nó làm loại trừ bốn người đạo, vì bốn người đạo thì nó chỉ có bốn sắc na tâm đạo thôi. Cho nên mình loại trừ trong bốn sắc na tâm đạo đó thì không có tâm nào xen vào được. Thì mình loại bốn người đạo ra thì chúng ta chỉ còn lại là tám hạng người mà cần tìm hiểu. Trong tám hạng người này mình cũng có thể biết chắc trước là sao, bốn hạng người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, ba hạng này là hạng phàm phu, cho nên chắc chắn đó là có tâm sân. Thế là mình lấy được bốn hạng người này. Giờ mình chỉ còn lại đó là bốn hạng người quả, đó là sơ quả, nhị quả, tam quả và tứ quả, xem coi hạng người nào mà có tâm sân. Thì chúng ta sẽ xét trên 10 điều kiết sử. Để chúng ta xem coi cái chi pháp nào thuộc về tâm sân. Thì ở đây mình có 10 điều kiết sử, đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, dục ái, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Thì trong 10 kiết sử này á, thì chúng ta thấy thuộc về sân á, nó chỉ có cái điều kiết sử thứ năm, đó là sân hận. Thì mà nó nằm ở trong năm hạ phần kiết sử, mà năm hạ phần kiết sử này á, chỉ có bậc thánh A La Hàm mới đoạn trừ được hoàn toàn. Còn bậc thánh mà dự lưu, bậc thánh Nhất Lai thì vẫn còn tâm sân. Thì khi mà chúng ta tính như vậy thì chúng ta sẽ tìm được hạng người. Thì hồi nãy là mình đã lấy bốn hạng người khổ rồi. Bây giờ
tâm sân á, thì chỉ bậc thánh A-la-hàm thì mới đoạn trừ được. Thì như vậy thì mình sẽ loại trừ bậc thánh A-la-hàm với lại bậc thánh A-la-hán, thì mình sẽ lấy được hai hạng bậc thánh thấp, tức là bậc thánh sơ quả và nhị quả. Như vậy thì tâm sân á, có mặt ở sáu hạng người. Tâm sân có mặt ở sáu hạng người, đó là bốn hạng người phàm, là người khổ, người lạc phu nhân, người nhị nhân, người tâm nhân, và hai quả hữu học bậc thấp, tức là sơ quả và nhị quả. Thì qua cách tính đó thì mình sẽ nắm được. Thứ hai đó là nói về cõi. Cõi thì mình cũng phải nhớ được, muốn nói về cõi thì chúng ta phải nhớ được 31 cõi. Trong đó thì mình có bốn cõi khổ, đó là địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula. Bảy cõi vui, dục giới, đó là nhân loại, tứ đại thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau xuất, hóa lạc, thao hóa tự tại. 11 cõi này, 11 cõi này nó còn có một cái tên gọi chung, đó là 11 cõi dục giới. Thì trong 11 cõi dục giới này người ta phân nó ra làm hai, tức là bốn cõi khổ và bảy cõi vui dục giới. Rồi cái cõi chư thiên. Cõi phạm thiên sắc giới. Phạm thiên sắc giới thì mình có cõi sơ thiền, mình có phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên. Cõi nhị thiền thì mình có tiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, quan âm thiên. Cõi tâm thiền thì mình có tiểu tình thiên, vô lượng tình thiên và biến tình thiên. Cõi tứ thiền thì mình có bảy cõi, đó là quảng quả thiên và vô tưởng thiên. Và trong cõi tứ thiền này mình chia nó ra làm hai, năm cõi này dành cho bậc thánh A-la-hàm, gọi là vô cõi, năm cõi dành cho bậc thánh, gọi là năm cõi tịnh cư. Thì mình có vô phiền thiên, vô nhiệt thiên, thiền kiến thiên, thiền hiện thiên và sắc cú cánh thiên. Ở cõi vô sắc thì mình có bốn cõi, mình có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xét lại cái tâm sân có thể có mặt ở cõi nào. Thì ở cõi khổ, chúng sanh ở cõi khổ là chắc chắn. Cõi chư thiên thì chỉ do tạo phước, giống như là phước bố thí, phước trì giới gì đó, sau khi chết là họ có tái sanh về cõi chư thiên rồi. Cho nên tâm sân thì vẫn còn. Tâm sân thì vẫn còn. Còn ở cõi phàm thiên á, muốn sanh về cõi phàm thiên á, thì phải tu tập chứng đắc được thiền. Mà trong cái tu tập chứng đắc được thiền á, trong năm chi thiền đó là tầm tứ hỷ lạc định, nó đè nén được năm triền cái, đó là dục dục cái, sân độc cái, trạo hôi cái, hoài nghi cái, hung thủy cái, hoài nghi cái. Thì trong đó mình thấy là cái chi thiền á, nó có thể đè nén được sân độc cái, tức là làm cho tâm sân không có điều kiện sanh khởi. Do đó ở cõi phàm thiên á, mặc dù ở cõi phàm thiên á, mặc dù các vị phàm thiên thì không có đoạn trừ được tâm sân hoàn toàn, nhưng mà ở cõi phàm thiên á, là tâm sân nó không có điều kiện sanh khởi. Không có điều kiện sanh khởi, cho nên được xem là bắt đầu từ cõi phạm thiên.
là không có tâm sân. Ủa đang nãy nghe Độn Lâm, mình thờ Độn Lâm. Rồi à, nếu mà ở cõi phàm thiên thì không có tâm sân rồi, thì à, ở các cõi còn lại cao hơn, à, tâm sân lại còn à, không có điều kiện sân khởi, à, tâm sân cũng không có điều kiện sân khởi. Cho nên ở đây à, như vậy thì à, tâm sân á, à, chỉ sân khởi ở 11 cõi à, dục giới, à, 11 cõi dục giới. À, từ phàm thiên trở lên thì à, dù à, họ là người phàm phu nhưng mà do cái tu tập thiền định đó thì nó đè nén được tâm sân. À, trong cái thời gian đó thì tâm sân nó không có điều kiện sanh khởi. Chỉ khi nào phàm thiên đó chết sanh về cõi trời hoặc là sanh được trở lại cõi người thì à, lúc bây giờ tâm sân nó mới có điều kiện sanh khởi trở lại. Thì à, đó là liên quan đến tâm sân sinh ở các cõi, tức là chỉ có 11 cõi thôi. Thì như vậy là chúng ta đã học xong phần phần tâm sân, hai tâm sân. Thì hôm nay chúng ta sẽ học thêm cái bài mới, đó là phần hai tâm si. Sư sư, cái bản hồi nãy 31 cõi đó sư sửa lại 18 với 25 là chữ thiên sư. Sửa gì? Cái 18 với số 25 là chữ thiên á. 18 với số 25 hả? 18 à, thiểu tịnh thiên. Thiên ra các phần 182. Rồi bây giờ chúng ta học phần bài mới ha. Phần bài tiếp theo đó là mình học về hai tâm si. Mô hát chí tán. Thì ở đây mình có hai tâm si, đó là Pết Kha Sát Kha Tăng Vi Chí Kí Kha Sâm Bí Dút Tá Mì Căng U Pết Kha Sát Kha Tăng U Thái Chá Sâm Bí Dút Dút Tá Mì Căng Tí Y Mà Ní Quê Phí Mô Hát Mô. Ôi cái chữ này sai. Mô hát mô hát mù lát. Okay. Dù hát mù lát. Tôi sợ mù lắm. Mù hát mù lá chi tà ní. Mù hát mù lá chi tà ní nằm á.
tức là mình có tâm sân thọ xả, tâm sân thọ xả upekha sakapang vichikicha sambuddhang hợp hoài nghi, hoài nghi với lại upekha sakapang tâm si, chứ xin lỗi, tâm si thọ xả hợp hoài nghi upekha sakapang utthaccha sambuddhang là tâm si thọ xả hợp phóng dật. Tâm si thọ xả hợp phóng dật ở trong tâm si này á, vì nó chỉ có một loại, vì nó chỉ hai loại tâm này á đều là tâm vô trợ, cho nên người ta không có để là hữu trợ và vô trợ giống như là tâm tham tâm sân. Chúng ta phải hiểu cái nhau này. Rồi phần bài học thứ nhất là định nghĩa, thứ hai đó là hai tâm nhân sinh tâm si, thứ ba đó là phần hai tâm si phần bài học, thứ tư là tâm si phối hợp với tâm sở, thứ năm là tâm si tương ưng nhân, thứ sáu là tâm si nương môn, thứ bảy là tâm si nương vật, thứ tám là tâm si biết cảnh, thứ chín là phần sự của tâm si, thứ mười là tâm si sinh ở hạng người, thứ mười một là tâm si sinh ở các cõi. Đây là, đó là 11 phần nha. Chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong phần hai tâm si này. Trước tiên là chúng ta nói về phần định nghĩa. Thì chúng ta có ba định nghĩa dành cho tâm si. Thứ nhất đó là tâm si là những tâm có trạng thái biết cảnh một cách mơ hồ, không kháng khích. Thì ở đây đề cập đến hai trường hợp tâm si, đó là tại vì cái gì mà mình nghi ngờ là vì sao? Là mình không có hiểu rõ nó, không có biết rõ nó. Cho nên nó dẫn đến cái sự mơ hồ. Thứ hai đó là khi mà cái tâm nó không có kháng khích với cảnh thì nó thường bắt cái này, bắt cái kia, bắt cái này, bắt cái kia. Giống như là trong lúc mà chúng ta ngồi thiền, ví dụ như mình ngồi nói là tập đề mục niệm hơi thở hoặc là tập đề mục niệm Phật, nhưng mà đến khi ngồi lại chúng ta không theo dõi hơi thở được, không niệm Phật được, mà nó bị chi phối bởi sự nghe ngửi nếm đụng, thấy nghe ngửi nếm đụng khác, thì lúc đó là tâm mình bị phong dật, tức là không có kháng khích với cảnh. Thứ hai đó là tâm si, gọi là tâm si là vì các tâm này có nguồn gốc hay là căn si, giống như là lúc mà mình học về tâm tham và tâm sân, tức là có cái nguồn gốc để nó sinh khởi. Nó có cái hạt giống để mà nó sinh khởi. Nếu mà không có nguồn gốc, không có cái hạt giống thì nó không sinh khởi được. Thứ ba đó là tâm si là những tâm tương ưng với nhân si. Cái cảnh thứ ba này nói về nhân tương ưng, tức là khi mà nó sanh khởi thì nó có nhân si cùng sanh với nó. Thì đó cái định, ba định nghĩa về về tâm si. Thứ hai đó là phần mục thứ hai đó là nhân sinh, hai nhân sinh tâm si. Thứ nhất đó là không khéo tác ý. Thứ hai đó là các có các pháp lậu làm nền sinh, làm nền cho tâm si sân khởi. Không khéo tác ý mà làm cho tâm si sân khởi á, thì
khi mình gặp cảnh, ví dụ như là khi mình nghe giảng về ân đức Phật, nghe giảng về ân đức Pháp, và bây giờ mình không khéo tác ý, thiếu trí tuệ, thì lúc đó nó làm cho mình sinh cái tâm hoài nghi, không biết là nói như vậy có hay không. Hoặc là ví dụ như là do không khéo tác ý, ví dụ khi mình thấy cảnh sắc, do không khéo tác ý để biết được đó chỉ là cảnh sắc, cho nên làm cho tâm si sanh khởi, và nó cũng là yếu tố hỗ trợ cho tâm tham cùng sanh với nó. Đó là thấy cảnh sắc đẹp thì hỗ trợ cho tâm tham sanh khởi, cảnh sắc xấu thì hỗ trợ cho tâm si sanh khởi, tâm sân sanh khởi. Đó là do không khéo tác ý mà làm cho tâm si sanh khởi, và bên cạnh đó là nó hỗ trợ cho hai tâm bất thiện khác nữa cùng sanh, đó là tâm tham và tâm sân. Thường là như vậy. Thường tâm si nó thường hỗ trợ cho tâm tham hoặc là tâm sân sanh khởi cùng với nó. Trường hợp thứ hai đó là có các pháp lậu làm nền tảng để cho tâm si sanh khởi, tức là mình có bốn loại lậu hoặc. Thứ nhất đó là dục lậu, thứ hai dục thủ lậu, thứ ba đó là kiến lậu, thứ tư đó là vô minh lậu. Nói về bốn loại lậu hoặc này mình sẽ thấy rõ hơn, đó là rõ là ràng là tâm si á, nó là yếu tố để hỗ trợ cho các tâm bất thiện khác nữa sinh khởi. Ví dụ như là dục lậu, dục lậu đó là tức là cái sự mong mỏi ước muốn mà nó ngủ nằm ở trong tâm, trong việc hưởng thụ ngũ dục. Thì vì chi pháp, nếu mà chúng ta tính ở đây nó là tâm tham, cái dục lậu nó thuộc về về tâm tham. Vì tâm tham này nó ở trong trường hợp này cho mình thấy là, hoặc là ở trường hợp thủ lậu, đó là cái pháp ngủ ngầm, đó là liên quan đến đến cảnh giới tái sanh. Rồi kiến lậu đó là liên quan đến cái sự hiểu biết sai, ngủ ngầm ở trong tâm. Rồi vô minh lậu đó là không không có sự hiểu biết về bốn đế hoặc là về các pháp thực tính, nó ngủ ngầm ở trong tâm. Thì trong bốn loại lậu hoặc này chúng ta đã thấy là ba trường hợp là nó đã thuộc về tâm tham. Tâm tham điều này cho thấy là tâm tham với lại tâm si nó hỗ trợ cho nhau để sanh khởi, nó do không có yếu tố đó là không khéo tác ý ở trong nhân thứ hai lúc nãy. Rồi cũng do xíu không có sự hiểu biết, tức là vô minh, là yếu tố hỗ trợ để tâm si. Rồi tâm tham, rồi tâm sân có điều kiện sân khởi.
Thì đây là bốn cái pháp nền tảng để làm cho tâm si sân khởi. Song song đó là những tâm bất thiện khác, đó là tâm tham và tâm sân. Cái thứ ba đó là phần bài học, đó là hai tâm si. Phần bài học này là phải học thuộc lòng, ai thuộc luôn được cả ba ly thì càng tốt. Tức là ở đây mình có gì upekkha sa gatang, vị trí cái cha samyutang, hoặc là vị trí cái cha theo ở trong bài học đó là vị trí cái cha samyutta mê căn, tức là ê căn nó một tâm, mình cứ đọc là vị trí cái cha samyutang là được rồi. Rồi upekkha sa gatang utthaya samyutang, dạ đó là tâm si thọ xả hợp hoài nghi và tâm si thọ xả hợp phóng dật. Đó là phần bài học. Để mình nói thêm một tí liên quan đến tâm si hoài nghi phóng dật thì biết rồi. Phóng dật tức là cái trạng thái tâm mà nó không ở yên một chỗ được, cứ nhớ đến cái này nhớ đến cái kia, tâm bắt cánh này tâm bắt cánh kia liên tục thay đổi liên tục, thì đó là trạng thái tâm phóng dật. Còn si hoài nghi ở đây nó không phải là những trường hợp hoài nghi thông thường giống như ở bên ngoài, ví dụ như là mình giải bài toán sao mình nghi nghi không biết là mình giải như vậy nó có đúng hay không, ví dụ vậy, thì cái là si hoài nghi ở trong trường hợp này. Mà hoài nghi ở đây đó là đề cập đến trường hợp là hoài nghi về ân đức Phật, hoài nghi về ân đức tăng. Ví dụ như là Đức Phật ngài có cái danh hiệu đó là A-la-hán là bởi vì ngài đã đoàn trừ được tất cả các phiền não, các tiền thiên tật và đạt được sự giác ngộ. Thì mình nghi ngờ đó là nói như vậy mà không biết có hay không, và có thật sự là như vậy hay không. Giống như là chúng ta thấy là các bà la môn mà ở trong thời Đức Phật, khi mà họ nghe tin Đức Phật đi đến đâu và họ muốn xem coi ngài có phải là một vị được giác ngộ thật sự hay không, thì thường họ sẽ cử người đi đi xem tướng của Đức Phật, coi coi ngài có đủ đầy đủ 32 đại nhân tướng hay không. Dạ thì những trường hợp như vậy cho mình thấy là tức là họ có sự nghi ngờ về Đức Phật. Thứ hai đó là nghi ngờ về ân đức pháp, ví dụ như là giáo pháp nó giúp người thực hành, nó là đoạn trừ được phiền não tham sân si, đạt được sự giải thoát, thì người nghi ngờ đó là không biết là khi mình thực hành theo có thật sự là giúp mình đoạn trừ được phiền não, đạt được sự giải thoát hay không. Và thí dụ như là người Phật tử chúng ta thọ trì ngũ giới, bát quan trai giới, người xuất gia thọ trì sa di giới, hoặc là các điều học của sa di, các điều học của tỳ khưu, là Đức Phật ngài nói là sẽ đem lại cái niềm vui hạnh phúc cho người đã thọ trì. Thì người thọ trì đó lại nghi ngờ là không biết là mình thực hành như vậy thì có được hay không, có đem lại hạnh phúc niềm vui hay không, mà mình cứ thấy là sau khi mình thọ trì đó mình bị đau khổ như vậy. Thì đó là hoài nghi về ân đức pháp.
Thứ ba đó là hoài nghi về ân đức tăng. Ví dụ như là các ngài là bậc thiện hạnh, tức là người trong đó có, hoặc là nói về các bậc thánh đó là bốn đôi tám vị, tức là từ Tu Đồ Phật, Tư Đà Hàm, A La Hàm đến A La Hán, do tu tập mà các ngài đã chứng đắc được thánh quả. Thì người ta nghi ngờ đó là không biết cái việc tu tập đó có thật sự là các ngài có chứng đắc được hay không, ví dụ vậy. Thì đó là hoài nghi về tăng chúng. Ba sự hoài nghi này á, chúng ta cũng thấy đề cập ở trong bài kinh Tâm Hoang Vu ở trong Trung Bộ Kinh. Tức là Đức Phật ngài nói nếu mà một người có sự hoài nghi như vậy á, người đó sẽ không có sự tiến bộ trong pháp và luật của ngài. Ở trong đó thì ngài còn đề cập thêm hai trường hợp nữa, đó là hoài nghi về các điều học và sống sân hận với các bạn đồng phẩm hạnh, gọi là năm tâm hoang vu. Ở đây thì còn có hoài nghi về nhân, tức là nghi ngờ là ví dụ mình đang sống ở trong cảnh nghèo khó, và mình cố gắng tạo cái nhân bố thí để thoát khỏi cái sự nghèo khó mà mình đang gặp phải ở trong hiện tại này. Nhưng mà trong lúc tạo như vậy vẫn có sự nghi ngờ, không biết là mình tạo cái nhân này nó có cho quả hay không. Dạ, nó có cho quả giống như cái gì mà mình được nghe, được học hỏi, được biết hay không. Thì thứ năm đó là hoài nghi về quả. Tức là khi mình tạo một cái nhân nào, ví dụ là nhân bố thí, nó sẽ được cái quả đó là thành tựu được về mặt tài sản. Nhưng mà mình lại nghi ngờ là sao? Không biết là cái này nó có thật sự cho quả thành tựu về mặt tài sản giống như những gì mà mình đã được nghe, được học hay không? Vì vậy, thì đó là hoài nghi về nhân quả. Cái thứ sáu thì hoài nghi về nhân quả. Hai cái này thì cũng gom lại thôi. Thứ bảy đó là hoài nghi về lý duyên sinh. Tức là trong vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, sắc, sắc danh sắc liên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên sanh, sanh duyên già chết, sầu bi khổ ai. Thì cứ như vậy, các pháp khi có điều kiện, có nhân duyên thì cứ hỗ trợ cho nhau sanh diệt và đưa chúng sanh cái đi đến cái đời sống luân hồi đó là vô lượng kiếp mà không có sự kết thúc, nếu không có sự tu tập để đoạn trừ được phiền não tham sân si. Thì người ta sẽ nghi ngờ đó là nói như vậy không biết là thật sự cái pháp này nó có diễn ra đúng như vậy hay không. Tại vì nó có một số học thuyết đó là ví dụ như là thuyết về định mệnh, tức là khi mình, hoặc là thuyết về nghiệp báo của Bà La Môn, người ta cho rằng đó là người người mà sinh ra trong gia đình Bà La Môn, trong gia đình sắc ý lệ, trong gia đình bề xá, hoặc là sinh trong gia đình thủ đà la,
khi sinh ra ở trong gia đình nào rồi thì ở trong đời sống luân hồi đó là họ cứ sinh ở trong gia đình đó và sinh ra nhiều đời nhiều kiếp đến một lúc nào đó. Thì cái tiểu ngã sẽ hòa hòa nhập vào đại ngã và nhờ đó người ta đạt được sự giải thoát chứ không có nói theo lý duyên sinh, tức là còn nhân thì nó cứ còn sanh khởi mãi, không có nói như vậy. Thì đó là nói về liên quan đến hoài nghi mà nó nằm ở trong phần tâm si hoài nghi. Thứ tư đó là phần tâm si phối hợp với tâm sở. Thì ở đây chúng ta thấy là hai tâm si đó là nó thọ xả. Thì đối với 13 tờ tha, 13 tờ tha thì trước tiên là chúng ta bỏ dục trước, bỏ dục trước. Xin lỗi, bỏ hỷ trước, bỏ hỷ trước. Vì thọ xả thì chắc chắn là không có hỷ. Rồi vì tâm si á là một cái trạng thái tâm là mờ hoặc là không kháng khích đối với cảnh, và vì là mờ không gắn bó đối với cảnh cho nên nó không có sự mong muốn, nên mình bỏ ra tâm sở dục. Như vậy thì trong 13 tâm sở tờ tha nó chỉ còn lại là 11, mình bỏ hỷ với lại dục ra. Đó là phần 13 tờ tha. Bây giờ phần 14 tâm sở bất thiện. Bây giờ si thì trong tâm si thì nó sẽ không có tham. Sở hữu si á thì nó có mặt trong tâm tham. Nhưng mà trong tâm si thì nó không có tham ở đó. Cho nên mình bỏ tham phần ra. Trong tâm si á nó cũng không có tâm sân, cho nên mình bỏ sân ra, sân phần ra. Thì như vậy là trong 14, với lại thứ ba nữa là tâm si á nó tâm vô trợ, cho nên mình bỏ hai hôn phần ra, vì hai hôn phần chỉ sinh ở trong tâm hữu trợ. Cho nên mình bỏ ra được mấy trong 14 tâm sở này thì mình bỏ ba tham bốn sân là 7, với lại hai hôn phần nữa là 9. 14 mà mình bỏ ra 9 thì mình chỉ còn lại 5. Còn lại 5, 5 với lại ở trên này nãy là 11. Như vậy về tổng quát á thì tâm si á nó có 11 tâm 16 tâm sở phối hợp. 16 tâm sở phối hợp. Ở đây nó cũng có một điểm nhỏ mình cần để ý, đó là mặc dù nói tổng quát là nó 16 tâm sở, mà thí dụ như là ở tâm si hoài nghi á, ở tâm si hoài nghi á vì nghi ngờ cho nên nó không xác định được cảnh, biết cảnh được một cách lờ mờ, nó xác không xác định được cảnh, cho nên tâm tâm si hoài nghi á, nó không có tâm sở thắng giải. Còn ở tâm sở phóng dật á, vì nó bắt cảnh nhưng mà cái tâm nó không có kháng khích, dù nói về thắng giải thì nó vẫn có, tức là vẫn có xác định cảnh. Nhưng mà ở trong phóng dật á, thì nó lại không có hoài nghi. Cho nên ở trong tâm phóng dật thì bỏ hoài nghi ra. Thì đó là phần tính tâm si phối hợp với tâm sở. Vậy tổng quát thì có là 16 tâm sở, trong đó mình có 11 tâm sở tờ tha, trừ hỷ và dục, và bốn tâm sở si phần và tâm sở hoài nghi. Thì đó là 16.
Bây giờ nãy giờ sư cũng nói rồi, nói gợi ý rồi, giờ lớp thử tính lại phần chi tiết, tức là mỗi một tâm si có bao nhiêu tâm xã phối hợp. Ai tính được phần này giơ tay lên. Ai đến được từng tâm si phối hợp được bao nhiêu tâm xã? Giơ tay lên. Không ai tính được hả? Sơ sơ con tính tâm si hoặc thọ xả hoặc hoài nghi. Rồi. Dạ, tâm si thọ xả hoặc hoài nghi thì gồm có 10 đạt tha, trừ hỷ dục và thắng giải, thì không có xác định cảnh nên trừ thắng giải, và 4 si phần là 14 cộng hoài nghi là 15. Sơ sơ. Dạ, xin hết. À, như vậy thì mình chỉ có 15. À, chỉ có 15. Rồi ai tính tâm si phóng dật? Rồi mà cô Phúc Kỳ chưa? Dạ con thưa sư, con tính tâm si phóng dật. Dạ tâm si phóng dật thì về tâm si là thọ xả, do đó mình bỏ hỷ, do nó lờ mờ không gắn bó với cảnh, do đó bỏ dục, thì trong 13 tợ tha thì trừ thứ hai là hỷ với dục thì còn 11, vì nó là phóng dật, có lao chao nhưng mà cũng có xác định cảnh, do đó mình chỉ bỏ hoài nghi, thành ra là mình lấy si phần là 4 thì 11 cộng với 4 là 15. Như vậy tâm si phóng dật nó hợp với 15 tâm sở là 11 tợ tha và si phần ạ. Dạ thưa hết ạ. Rồi thì đó là phần tính tâm si, phần này mình phải tập tính để mình hiểu ha. Rồi phần bài học tiếp theo, nghiệp tiếp theo đó là tâm si tương ưng nhân. Thì mình cũng có 6 nhân tương ưng, đó là nhân tham, nhân sân, nhân si, thuộc về 3 nhân bất thiện: nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si, thuộc về nhân thiện. Tâm si thì nó thuộc về bất thiện, cho nên mình chỉ để ý đến ba nhân bất thiện thôi. Rồi trong phần tính tâm xả lúc nãy đó, chúng ta thấy là tâm tham á, nó không thể có mặt ở trong tâm si. Nhân tham á, cho nên nhân tham á, nó cũng không thể nào có mặt ở trong tâm si. Tâm sân á, nó cũng không thể có mặt cùng với tâm si, cho nên nhân sân á, nó cũng không thể có mặt ở trong tâm si được. Cho nên chỉ có nhân si á, nó mới có mặt ở trong tâm si. Cho nên tâm si á, nó chỉ tương ưng với một nhân thôi, tức là khi nó sân khởi nó chỉ được là nhân si hỗ trợ. Chỉ được sự hỗ trợ của nhân si. Hôm trước chúng ta học về tâm sân á, tâm tham á, thì tâm tham nó tương ưng với hai nhân, tức là nhân năng tham và nhân si, tức là lúc nào tâm tham nó sân khởi á, nó cũng có sự hỗ trợ của nhân tham và nhân si. Nhưng mà khi tâm si sân khởi thì không có nhân tham hỗ trợ. Không nhân tham hỗ trợ. Mặc dù khi mà tâm si sanh khởi, sau đó thì nó có thể là tạo điều kiện cho tham hoặc là sanh khởi, nhưng mà nó không có sanh chung với nhau. Thứ hai đó là nương vật, nương môn, xin lỗi, tâm si nương môn. Thì mình có nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Thì ở đây đó là chúng ta thấy là khi mà con mắt mình thấy á, mình cũng có thể sanh ra sự hoài nghi được.
Thí dụ như là lúc mà ông Upaka, cư sĩ Upaka mà gặp Đức Phật, ông thấy tướng mạo của Đức Phật trang nghiêm, đi có các căn khéo thu thúc, nhìn rất là đẹp. Thì ông hỏi Đức Phật đó là tu tập với ai, ai là vị thầy của ngài, ai là vị thầy của ngài. Thì Đức Phật ngài nói là ngài không có vị thầy nào hết, tức là từ ngài tu tập ngài được sự giác ngộ. Thì ông này ông nghe như vậy thì ông cũng gật gật đầu, rồi ông nói là mong rằng là sẽ như vậy. Thì thật sự là ông gật gật đầu chứ ông chưa chưa có hẳn là tin. Chưa có hẳn là tin là Đức Phật ngài là một người được giác ngộ, chỉ thấy như vậy thôi. Thì cho mình thấy là, tức là con mắt nó khi mà nó sanh khởi á, ở lộ nhãn môn á, thì nó cũng có thể đem lại cái sự hoài nghi. Hoặc là nhĩ môn khi mà chúng ta nghe pháp thì cũng có sẽ sanh cái tâm hoài nghi, cho nên nó vẫn vẫn có thể sanh ở lộ nhĩ môn. Lộ tỷ môn đó là ngửi mùi, ngửi mùi thì sao mà sanh được cái lộ. Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Cái ở trong trường hợp tỷ môn hoặc là thiệt môn hay là thân môn, ở trong trường hợp này nếu mà sanh khởi ở hoài nghi, chắc sanh khởi ở trong trường hợp hoài nghi mà nói thông thường thôi. Nhưng mà nếu mà nói về về phóng dật, về phóng dật thì con mắt thấy cũng làm cho mình bị phóng dật, mà tai nghe cũng có thể làm cho mình bị phóng dật, ngửi mùi cũng có thể làm cho mình bị phóng dật, hoặc là nếm vị cũng có thể làm cho mình bị phóng dật, thân xúc chạm cũng có thể làm cho mình bị phóng dật. Cái suy nghĩ á, cũng dẫn đến có những suy nghĩ đó là làm cho niềm tin của mình tăng trưởng, nhưng mà cũng có những suy nghĩ đó là làm cho mình nghi ngờ. Cái sư thí dụ như là nói về người tu tập mà đoạn trừ được phiền não, nhà tu tập đoạn trừ được phiền não đó mà họ đạt đến sự giải thoát, thì mình về mình suy nghĩ làm sao mà tu tập để đoạn trừ được phiền não, để giải thoát, làm gì làm sao mà có thể là có như vậy được. Thì mình cứ suy nghĩ, và do cái sự suy nghĩ đó thì nó làm cho mình sinh cái tâm hoài nghi vì mình không thể đạt được, mình chưa thấy được. Thì cái suy nghĩ đó nó cũng thể sinh ra cái tâm hoài nghi, hoặc là cái suy nghĩ đó nó cũng làm cho mình phóng dật. Suy nghĩ miên man để làm cho mình bị phóng dật. Cho nên từ đó cho chúng ta thấy rằng là hai tâm si á, nó cũng có thể là sanh khởi ở cả sáu môn, nhưng mà nó bất định, lý do là nó tùy theo trường hợp. Nếu mà ở trong thấy cảnh sắc thì nó có thể sanh ở lộ nhãn môn, thấy nghe cảnh thinh thì ở lộ nhĩ môn, nó sanh cái này hoặc là cái kia. Và như vậy chúng ta gọi nó là bất định. Thứ hai đó là tâm si nương vật, thì mình cũng có sáu vật, là phần bài học chúng ta cần phải nhớ đó là nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật và ý vật.
trong trong sáu vật này á, thì tâm si chỉ nương ý vật, mặc dù là nó có thể sanh khởi ở sáu môn, nhưng mà tâm si á, nó chỉ nương ở ý vật và nương ý vật bất định. Lý do mà tâm si nương ý vật bất định á, là vì tâm si có thể sanh ở cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Khi nào tâm si mà sanh khởi ở cõi dục giới, sắc giới á, thì lúc đó là nó nương ý vật nhất định. Nhưng mà nếu mà nó sanh ở cõi vô sắc giới thì nó không có nương vật. Cho nên mới nói đó là tâm si nương ý vật bất định là vậy. Tức là đôi khi nó nương, đôi khi nó không. Còn hôm trước mình học tâm tham á, tâm tham thì cũng nương ý vật bất định, là vì tâm tham vừa sanh ở cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Khi nào tâm tham sanh ở cõi dục giới và sắc giới á, thì lúc đó tâm tham nhất định sẽ nương vật. Nhưng mà nếu mà tâm tham sanh ở cõi vô sắc giới á, thì nó không có nương vật. Lúc mà học về tâm sân á, thì vì tâm sân chỉ sinh ở 11 cõi dục giới thôi. Còn tâm sân không có điều kiện sanh ở cõi sắc giới và vô sắc giới. Mà 11 cõi dục giới á, vì và vì tâm sân chỉ sanh ở 11 cõi dục giới á, cho nên tâm sân nó là nương ý vật nhất định. Tiếp theo đó là nói về cảnh, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh mùi, hay là cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì trong sáu cảnh này thì tâm si phóng dật với tâm si hoài nghi á, có thể biết được hết. Tức là có thể thấy, có thể nghe, có thể ngửi, có thể nếm, có thể xúc chạm, và có cảnh pháp diễn ra. Tâm si có thể biết được hết cả sáu cảnh. Nhưng mà bất định là vì nếu mà trường hợp cảnh sắc thì tâm si nó cũng sanh khởi. Trường hợp cảnh thinh á, tức là ở lộ nhãn môn á, thì khi cảnh sắc, khi nhãn thức mà thấy cảnh sắc á, thì tâm si nó sanh khởi. Ở lộ nhĩ môn á, khi tai nghe tiếng thì nhĩ thức sanh khởi, và nhờ đó tâm si nó cũng sanh khởi. Cho nên nó biết được cả sáu cảnh. Nhưng mà vì tùy theo trường hợp mà nó biết cảnh, cho nên gọi là biết cảnh bất định. Tâm tham, tâm sân hôm trước mình học cũng vậy, biết cảnh bất định. Trong phần tâm, phần chính La Mã này là phần sự, nói về sự, sự hay là công việc của mỗi một tâm phải làm. Thì ở đây trong 121 tâm đó, nó sẽ làm 14 phần sự này, 14 công việc này. Tùy theo trường hợp mà nó sẽ làm công việc nào đó. Thì ở đây mình có sự khai môn. Khai môn tức là mở cửa. Mở cửa để tâm nó sanh khởi. Rồi sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, sự tiếp thâu, sự quan sát, sự xác định. Những trường hợp này mình biết hết. Sự động lực. Sự động lực ở đây đó là muốn nói về cái chữ động lực ở đây, nó từ cái chữ Bali, nó là chữ chavana. Chavana tâm động lực, khi mà nó sanh khởi thường nó làm cái công việc đó là nó xử lý cảnh. Thí dụ như là nếu mà tâm tham sanh khởi, tâm sân sanh khởi, tâm si sanh khởi làm việc động lực, thì nó sẽ tạo ra cái quả thức đưa đến tái sanh.
hoặc là nếu mà nó sanh khởi ở trong tâm tâm tố, ví dụ như là ở trong tâm đài tố, thì ở trong trường hợp đó nó cũng xử lý cảnh nhưng mà nó không có tạo ra nghiệp để đưa đến quả thức tái sanh, vì bậc Khánh A La Hán thì đã đoạn trừ được phiền não. Nhưng mà chung lại thì sự động lực ở đây tức là tâm đục, động lực đó là tức là làm công việc, đó là xử lý cảnh. Nó giống như là chúng ta biết cái máy đút lúa không, tức là khi người ta lấy lúa người ta đưa vào ở trong đó thì cái cánh quạt nó làm cái công việc đó là nó đập để hạt lúa rung, rồi sau đó nó đưa ra ngoài, thì chúng ta có thể hiểu cái động lực là nó làm cái công việc đó, tức là làm như thế nào đó để hạt lúa phải rung từ cái cây đó rồi đưa ra ngoài, thì đó là sự động lực. Là sự na cảnh, na cảnh ở đây tức là hưởng cảnh dư, cái tâm mà hưởng cảnh dư thì gọi là na cảnh. Cảnh dư là như thế nào, ví dụ như là khi mình đánh chuông, hoặc là chuông thì dễ hiểu nhất là khi mình đánh chuông xong đó là mình đã dừng hẳn, nhưng mà cái âm ngân của chuông đó nó vẫn còn, thì cái ngân đó người ta gọi là na cảnh. Ngân đó là gọi là na cảnh. Hoặc là ví dụ cái gì mà nó hay có cái mùi, mà ví dụ như là vỏ xe chẳng hạn, khi mình đốt thì nó có cái mùi, nhưng mà đến khi mình dập tắt lửa hết rồi, nhưng mà nó còn vẫn còn lại cái mùi để lại, thì cái mùi mà dư sót đó thì gọi là na cảnh. Còn là sự tục sinh tức là nó làm việc tái sanh cho cái kiếp sống mới, sự hậu kiếp tức là nó duy trì cái sự sống, ví dụ như là trong lúc mình ngủ thì tâm mình, cái tâm tục sinh mình nó sẽ làm cái việc hậu kiếp, làm cái công việc hậu kiếp, tức là duy trì cái sự sống. Cho nên mình ngủ mặc dù mình không có làm việc gì nhưng mà nó vẫn khác hơn cái người chết, là vì nó vẫn có cái tâm hậu kiếp nó hoạt động. Còn thứ tư đó là 14, nó là sự tử, tức là tâm mà khi mà sinh lên là mình chết, thì gọi là sự tử. Như vậy mình có 14 sự, thì trong 14 sự này á, tâm si á, vì tâm si đó là nó có thể tạo ra cái nghiệp bất thiện, tạo ra cái quả bất thiện để cho mình nghe ngửi, sau này mình có thể nghe ngửi nếm đùng những cái mà không thích hợp. Hoặc là hôm trước mình học tâm tham á, tâm tham cũng tạo ra cái quả bất thiện đưa mình tái sanh ở cõi khổ, hay là tâm sân tạo ra cái quả bất thiện đưa mình tái sanh ở cõi khổ. Như vậy những tâm này là sao, nó đều xử lý khi mà gặp cảnh, khi mà nghe thấy, nghe ngửi nếm đùng và suy nghĩ, thì khi mà đi vào trong thì mấy tâm này nó xử lý. Ví dụ như là tâm tham nó xử lý là sao, cảnh này đẹp cho nên sanh cái tâm dính mắc muốn được nó. Tâm sân xử lý là sao, cái cảnh này không có đẹp cho nên muốn hủy diệt nó. Tâm si thì nghi ngờ đối với cảnh, thì như vậy. Cho nên cả 12 tâm bất thiện á, vì nó làm công việc đó là xử lý cảnh, cho nên nó chỉ có một cái công việc duy nhất, đó là việc động lực. Đêm gọi nó là sự động lực. Cái phần này thì hai bài trước nó không có, nhưng mà ở đây sư cũng nói chung luôn để cho mình nắm luôn nha, cho được. Tức là 12 tâm bất thiện nó làm chung một cái công việc, đó là làm việc động lực, gọi là cho nó cái chất. Rồi tiếp theo phần số 10 đó là phần hạng người. Hạng người thì cũng giống như nói lúc nãy, tức là mình có 12 hạng người,
Bây giờ mình bỏ ra bốn người đào, vì bốn người đào đó là bốn sát na đào, cho nên mình bỏ ra đi, thì à, nó chỉ còn lại đó là tám hạng người. Tám hạng người, trong tám hạng người này á, làm có bốn hạng người, người phàm, làm có người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân, người tam nhân, đó là À, bốn thưa hạng sư, người cái này phàm là tâm tâm si á, thưa sư, không phải tâm sân à. hả. Cái này là tâm Tâm si, tâm si ạ. số 10 là tâm si, Cái tâm phần chia si sẻ sinh hả, ở cái phải tâm sân, tâm si. tức là bốn hạng người phàm này kìa, chắc chắn là có tâm si. Như vậy thì mình chỉ còn lại là cái phần cần tìm hiểu là chỉ còn lại bốn hạng người, đó là bốn hạng người quả. Thì để mình xem coi trong bốn hạng người quả này hạng người nào có tâm si á, tìm xem lại ở trong 10 điều kiết sử. Thì ở đây chúng ta thấy là trong năm cái kiết sử mà thuộc về hạ phần kiết sử á, thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ dục ái mà sân, thì ở đây chúng ta có hoài nghi. Thì hoài nghi ở đây nó chính là tâm si hoài nghi, mà tâm si hoài nghi này á, là bậc thánh tu đầu quần đó là đã đoạn trừ được. Như vậy si hoài nghi thì không có mặt ở bậc thánh tu đầu quần. Như vậy đối với tâm si hoài nghi á, thì chỉ có mặt ở bốn hạng người phàm, bốn hạng người phàm thôi, còn bốn bậc thánh quả là không có được. Rồi thân kiến giới cấm thủ dục ái, ba này thì nó thuộc về tham, mình không có nói đi. Sân hận thì nó thuộc về sân, ái sắc ái vô sắc ngã mạn, ba này đó là thuộc về về tham, phóng dật và vô minh. Phóng dật thì nó là tâm si phóng dật, vô minh á, về chi pháp thì nó cũng thuộc về si. Cho nên phóng dật với lại vô minh ở đây là hai này nó thuộc về si. Mà năm hạ phần, năm thượng phần kiết sử này á, thì bậc thánh a la hán thì mới đoạn trừ được. Như vậy thì si phóng dật á, si phóng dật, tâm si phóng dật á, thì nó phải đến bậc thánh a la hán. Vậy si phóng dật á, là có mặt, vừa có mặt ở bốn hạng người phàm mà nó vừa có mặt cả ba bậc thánh quả bậc, có mặt ở ba bậc thánh, ba thánh quả bậc thấp, tức là ba hạng bậc thánh, ba bậc thánh ở ở cấp thấp. Như vậy thì mình phải chia ra làm hai, si hoài nghi. Si hoài nghi á, chỉ có mặt ở bốn hạng người phàm, còn si phóng dật á, thì có mặt ở bảy hạng người, đó là bốn hạng người phàm và ba quả, ba thánh quả bậc thấp. Ba quả hữu học là ba thánh quả bậc thấp cũng được, và ba quả hữu học tức là tư tư đà tu đầu quần, tư đà hàm, anh hàm. Thì đó là người cõi. Cõi bây giờ mình xem coi tâm si á có mặt ở cõi nào. Thì ta thấy là ở cõi người, chúng sanh ở cõi khổ thì chắc chắn là có tâm si này rồi. Ở bảy cõi khổ, cõi chư thiên, cõi chư thiên này á, thì cũng chắc chắn là có cái
cái tâm si hoài nghi, tâm si phóng dật. Vì ở cõi chư thiên không phải người nào họ cũng đắc được thánh quả, cho nên khi mà nói đến đạo quả thì chắc chắn là họ cũng có sự hoài nghi. Phóng dật thì chư thiên vẫn phóng dật bình thường, vì họ chỉ có cái phước giống như nói lúc nãy, phước bố thí, phước trì giới giúp họ tái sanh ở cõi chư thiên. Ở cõi phàm thiên á, ở cõi phàm thiên thì ngoài trừ năm cõi tình cư thì không có sự hoài nghi, vì năm cõi tình cư này chỉ dành cho bậc thánh A La Hán, thì năm cõi tình cư này không có hoài nghi. Nhưng mà với phóng dật thì vẫn có, tại giống như nói lúc nãy, phóng dật chỉ có bậc thánh A La Hán thì mới đoạn trừ được, bậc thánh A La Hán thì mới đoạn trừ được, cho nên vẫn có phóng dật. Các vị phạm thiên á, dù tu tập chứng đắc thiền định, nhưng mà cái thiền định với cái đạo quả thì nó cũng khác nhau rất là xa. Thiền định thì chỉ đè nén được các phiền não, trong khi đó là đạo quả thì đoạn trừ hoàn toàn các phiền não. Cho nên phạm thiên thì họ vẫn có sự hoài nghi, vẫn có sự hoài nghi. Chú sư 18 với 25 chưa sửa chú thi. Phóng dật thì vẫn có, mặc dù với các vị tu tập thiền định thì nó không phải giống như như ở ở cõi chúng sanh ở cõi khổ, ở cõi dục giới. Nhưng mà vì cái phiền não này nó vẫn còn, cho nên nó vẫn có điều kiện sanh khởi, dù nó không có nhiều. Như vậy thì nếu mà nói về tâm si hoài nghi á, thì mình chỉ bỏ ra năm cõi tình cư với lại cõi vô tưởng, tức là bỏ ra 6 cõi. Như vậy thì tâm si 31 mình bỏ ra 6 thì nó còn lại 25. Như vậy tâm si hoài nghi á có mặt ở 25 cõi hữu tâm. Nhưng mà tâm si phóng dật á thì mình chỉ bỏ ra cõi vô tưởng thôi, vì cõi vô tưởng là không có tâm nên bỏ ra. Còn các cõi còn lại thì tâm si vẫn sanh khởi bình thường ít nhiều, cho nên tâm si thì có mặt ở 30 cõi hữu tâm hay là 30 cõi vô tưởng, hay gọi thế nào cũng được. Tâm si thọ xã học và nghi sinh ở 25 cõi hữu tưởng, tâm si phóng dật. Ở đây chúng ta có thể ghi đầy đủ tâm si thọ xã học phóng dật sinh ở 30 cõi hữu tâm hay là 30 cõi hữu tưởng cũng được, gọi thế nào cũng được. Thì đó là phần hai tâm si. Rồi là mình kết thúc phần bài học này. Chúng ta nghỉ ở đây rồi kỳ sau chúng ta sẽ học tiếp. Rồi xin mời cô Phúc Vị Trung. Dạ, bài học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học vi diệu pháp về tâm sân và tâm si ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Tha Dạ. Kính chào sư, con xin thay mặt quý cô tu nữ, cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha cha phom ma tha de wa na ga ma hi thi ca
Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu sa sa nang a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thích ca. Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô ga rô a ca sa tha cha phâm ma tha đê qua na ga ma hi thích ca. Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phom ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bồn nhang nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nô sa đa idang watano punyang asawa khaya wahang ho tu anagati kale. Sathu sathu. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp vi diệu pháp căn bản online vào các ngày thứ bảy hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Kính chúc quý sư, quý cô tu nữ cùng các bạn đạo hữu mạnh khỏe và an vui trong cuộc sống. Dạ, kính mời lớp nghỉ ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư.